Quý vị đại biểu trở về khu vực trước cửa nhà văn hóa Tôn Duy Xuyên để ban tổ chức chúng tôi tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các cầu thủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Để ban tổ chức chúng tôi làm lễ bế mạc và trao giải cho các cầu thủ. Không ạ. Alo, xin mời các cầu thủ. Hoàng em chó. Nào nhìn đây nha các cháu nha, 1 2 3. Sẽ diễn ra vào 7:30 trước cửa nhà văn hóa. Trận thi đấu đầu tiên này. Sau khi buổi lễ khai mạc, trận khai mạc sẽ là trận của Vi Xuyên 1 và Vi Xuyên 4, tức là đội trong lứa tuổi 8X và lứa tuổi 2000. Xin mời quý vị và các bạn đón xem buổi sáng ngày mai